Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi hiệp 2 trận đấu tứ kết bóng chuyền hơi nữ giữa giáo viên trường Hồng Thanh và giáo viên trường dân tộc nội trú Him Lam. Điểm cho Duy Thanh 1-0. Điểm cho Duy Thanh 2-0. Điểm cho Duy Thanh 3-0. Cơ hội 1 thì nữ giáo viên Duy Thanh đã xuất sắc giành chiến thắng. Tiếp tục là điểm cho trường Duy Thanh 4-0. Vào lưới, điểm cho Him Lam 1-4. Điểm cho Duy Thanh 5-1.
Lam 3, 2, 3, 5. Thanh 7-9. Thank you.
Thiên Lam 17.9, 10. Cây cấn quá. Mười điều. Có lý, có lý. Thank you.
4 người Duy Thanh, 11 đều. Lan 12, 11. Đến với Diệu Thanh 13, 11. Thanh 14, 11. Để cho Diệu Thanh 15, 11. Hiêm Lam hỏi ý. Duy Thanh 16, 11. Thanh 17, 12. Điểm Duy Thanh 18, 12. Thanh 19, 12.
là 13-19. Điểm như Duy Thanh 20-14. Duy Thanh 21-14. Tiếp tục đến Duy Thanh 22-14. Thank you.
bóng bóng ngoài, điểm cho Him Lam 15-22. Đập bóng tốt, điểm cho Duy Thanh 23-15. Là 16-23. Bóng hỏng, điểm cho Duy Thanh 24-16. Điểm cuối cùng. Rồi, tỷ số cuối cùng là 25-16. Duy Thanh giành chiến thắng, tiếp tục chơi bán kết. Xin chúc mừng đội Duy Thanh. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, vào bán kết, vào bán kết.